Nếu 6 năm trước bạn còn chơi ở giải hạng 5 cho một đội bóng nghiệp dư thì hẳn cũng vui phát khóc như khoảnh khắc Jonathan được xướng tên vào tuyển quốc gia. Bóng đá không chỉ kịch tính, hấp dẫn mà còn có những niềm vui hay khó đỡ thú vị như thế này. Mời các bạn cùng điểm qua trong video ngày hôm nay. Chứng kiến cảnh thất vọng bật ngửa của người đàn ông này, nhưng mà không hiểu sao bản thân lại muốn bật cười. Màn phô diễn kỹ thuật không đúng lúc của Balotelli khi xoay người đánh gót như trẻ con này khiến huấn luyện viên Mancini rất tức giận đến không nói thành lời, và ông ngay lập tức thay Mario ra nghỉ. Đó là cú sút khá đẹp nhưng mà vẫn chưa thành bàn. Tuy nhiên các cô em xinh đẹp thì đã nhịn không được chảy nước miếng rồi. Mỗi linh vật được dùng như một biểu tượng vui vẻ cho đội bóng và khán giả trong các trận đấu. Nhưng mà khi Sancho thua thảm bại 4-0 trước Bayern thì chẳng vui được nữa rồi. Có vẻ như đây là biểu hiện của sự thất vọng vì đối thủ quá lanh mưu chăng? Và đánh đầu ở phút 90+6 của trung vệ Davinson Sanchez đã châm ngòi cho màn ăn mừng cuồng nhiệt của huấn luyện viên Antonio Conte, và Tottenham tiếp tục hồi sinh với chiến thắng kịch tính 1-0 trước Watford. Victor Osimhen đã ăn mừng chiến thắng sau khi đội trưởng Lorenzo Insigne ghi bàn cho Napoli. Hãy xem động tác của anh thú vị như thế nào. Và đó là khi trận đấu sắp bước vào thời gian bù giờ và huấn luyện viên Mourinho cảm thấy mọi thứ đã ổn. Cũng từ bức ảnh để đời trên băng ghế huấn luyện viên này mà Old Park được báo chí Hàn Quốc đặt cho biệt danh Mr. Ngủ Gật. Cảm giác khó chịu nhất có lẽ cũng tựa như khi ông Tuchel chuẩn bị giơ tay ăn mừng thì lại tụt hứng như thế này đây. Khi sức dụ hoặc của một chiếc ô tô đồ chơi lớn hơn so với một quả bóng và Mbappe đã ngơ ngác nhìn nó một cách xuất thần. Nếu trận nào cũng chỉ cần 3 chạm để chuyển hóa thành bàn thắng thì vị huấn luyện viên ấy cũng tình nguyện cạo trọc cả năm. Son Heung-min là người đã mở ra tỷ số trong trận derby London giữa Tottenham và Arsenal với pha cứa lòng đẹp mắt, và đó là phản ứng khi đồng nghiệp không thể tin vào mắt mình. Do có dấu hiệu đau trong lúc khởi động nên CR7 được lên băng ghế dự bị, nhưng mà siêu sao người Bồ tỏ ra không hài lòng khi chứng kiến đồng đội mắc sai lầm ngớ ngẩn thế này. Vui vẻ như Salah thì mới ghi bàn, hoặc cũng có thể nói là vì sút Ben dễ dàng nên mới vui vẻ. Chắc là thế trận hơi nhàm nên ông quyết định phun nước bọt xả xuôi. Cơ mà mất vệ sinh thế này thì dễ bị đánh hội đồng lắm. Lần đầu tiên được bố đưa đến sân xem trực tiếp, nó phấn khởi như vậy đó. Còn đây là trận debut của Messi trên tuyển tại World Cup, và Maradona cũng nhịn không được mà reo hò cổ vũ cho tài năng đội nhà. Có lẽ Cristiano Ronaldo đã mang tới nguồn cảm hứng cho Tom Brady, ngôi sao nổi tiếng trong môn bóng bầu dục. Người vừa giải nghệ nhưng mà đi xem bóng đá xong thì muốn quay lại thi đấu. Vừa định nói với cả khán đài rằng lính của tôi tuyệt lắm, kết quả chuẩn bị ăn mừng đều là dư thừa. Nhìn con mắt thẫn thờ là biết ông ấy cũng không ngờ sẽ bị xé lưới rồi. Pha bóng đó hoàn toàn có thể dứt điểm theo cách khác, nhưng mà có tiếc muốn bật dậy thì cũng chẳng nên chuyện gì. Khi bạn không thể thi đấu mà phải ngồi trên khán đài thì hò hét vui mừng như Hà Linh cũng là cách để tiêu hao bớt năng lượng, calo dư thừa. Dù sao đó cũng là bàn thắng tuyệt vời. Trận chung kết FA Cup,
huấn luyện viên trưởng Alan Pardew của Crystal Palace đã có một điều nhảy vô cùng hài hước sau khi học trò Jason Bunchen mở tỷ số. Nhưng mà cũng vì hơi bị lố một tí mà sau đó ông Park phải đăng đàn xin lỗi. Pha bóng này khiến Szczęsny của Ba Lan phải nhận thẻ đỏ, nhưng mà các cụ có câu phúc họa song hành cũng chẳng sai. Nếu không có hành động ấy thì chắc chắn là rất có thể kết quả trận đấu với Hy Lạp này sẽ không kết thúc với tỷ số hòa 1-1 như đã diễn ra. Vui mừng trước cảnh đội nhà ghi bàn, anh ấy thực sự muốn hớp tóc mà ăn mừng, nhưng mà khổ nỗi là nó đã hói từ lâu lắm rồi. Còn đây hẳn là minh chứng cho câu nói mừng muốn xỉu khi anh áo đỏ chứng kiến bàn thắng tuyệt vời của đồng nghiệp. Có lẽ là tưởng rằng đối thủ muốn chơi bóng ma nên anh chàng trở chứng mà giãy nảy đây mà. Đối mặt với cú sút hiểm hóc thế này thì đành buông tay chấp nhận thôi, chứ các chú bảo anh phải cứu kiểu gì bây giờ. Chứng kiến bàn mở tỷ số ác liệt của Hungary thế này thì bảo sao Ronaldo không bực cho được. Nhưng mà giận thì giận rồi, bùng lên mà giải cứu đội nhà, chứ giải nảy thế này cho ai xem. Hẳn là cú sút đó đã khiến anh nhìn theo bóng và liên tưởng đến việc lên thiên đường tìm nó. Quả phạt thành bàn của Ronaldinho rất đẹp, nhưng mà đâu đó cameraman còn phát hiện một điều còn đẹp hơn thế. Cản phá thành công quả pen nhưng mà cuối cùng vẫn phải vào lưới nhặt bóng. Gặp chuyện như vậy mà không khó chịu đến mức muốn xé quần xé áo mới là lạ. Cách đơn giản nhất để thông báo việc sắp được làm bố mà không cần đăng status chính là ghi bàn và ăn mừng theo cách của Zinchenko. Fan cuồng mà các bác các chú có thể chú ý để gửi gạo thay cho thằng con nhà mình đây. Đấy, ghi bàn rồi thì phải nghe tung hô cho nó sung. Hãy cho tôi thấy cánh tay của anh em nào. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ nhé. Đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại.